Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm mạng. Cuộc đời của tuổi Đinh Mão đa số gặp nhiều may mắn về đường công danh sự nghiệp. Mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó, kết quả họ nhận lại được rất như ý. Và dù có khó khăn thì cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về vận thế của nam mệnh tuổi Đinh Mão trong các phương diện khác, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích chuyên sâu sau đây. Gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 năm mạng, có cung mệnh thuộc cung Khảm, trực chấp mạng Lư Trung Hòa, khắc kiếm phong kim, con nhà Xích Đế Cô Quạnh, xương con mèo, tướng tinh con gà, cậu tài cậu quý độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nam mạng Đinh Mão thông qua bài thơ sau. Số này cốt cách ngang tàng, lư trong lửa đỏ, lâu tàn, mau nguôi. Giận ai không thể giận lâu, ai tới năn nỉ, nắm tay dịu hiền. Xin lỗi bạn, chớ có phiền, ít bữa rượu ngọt, có tiền cũng đưa. Số nhờ biết được nhiều nghề, cho nên doanh nghiệp tự nhiên có hoài. Ra ngoài kẻ mến người thương, kết bạn phản phúc, họ quên ơn mình. Thương người, giúp đỡ của tiền, ăn rồi quẹt mỏ, phản liền theo tay. Hậu vận, nhờ đặng cháu con, tiền vẫn lao khổ chẳng bằng vận sau. Tổng quan, cuộc đời của tuổi Đinh Mão đa số gặp nhiều may mắn về đường công danh, sự nghiệp. Mỗi khi quyết tâm làm điều gì đó, kết quả họ nhận được cũng như ý, dù có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Hiếm khi tuổi Đinh Mão cho phép bản thân mình được hưởng thụ, nghỉ ngơi. Họ luôn chăm chỉ, cố gắng làm việc, phấn đấu không ngừng để xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Không ít những lần họ vấp phải những thất bại, nhưng niềm tin và ý chí luôn thôi thúc họ tiến lên phía trước, chinh phục thành công. Những người tuổi Đinh Mão rất hòa đồng, thân thiện và tốt bụng. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đó là lý do tại sao Đinh Mão được rất nhiều người yêu quý và tôn trọng. Tình duyên, Đinh Mão là người có trái tim thật thà và chân thành. Họ không giỏi chinh phục người khác nhưng lại biết cách để phát huy những điểm mạnh của mình trước mặt đối phương. Thời còn trẻ, Đinh Mão trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Đó là điều khiến họ đau khổ trong một thời gian. Nhưng có vấp ngã, Đinh Mão mới trưởng thành và chín chắn hơn. Khi đã kết hôn, tuổi Mão toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình của mình. Dù có những lúc bận rộn với công việc, nhưng họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho những người xung quanh, đặc biệt là người bạn đời của mình. Nam mạng tuổi Đinh Mão may mắn lấy được người vợ đảm, hiếu thảo, hết lòng chăm lo cho gia đình. Gia đạo công danh, đường công danh sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc may mắn, phát triển, lúc trì trệ, khó khăn. Mặc dù gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, nhưng cũng có lúc sự chủ quan của Đinh Mão khiến họ mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Đinh Mão nên xây dựng nhiều mối quan hệ hợp tác, làm ăn, thích hợp để phát triển quy mô công việc hơn. Hơn nữa, tham gia làm việc tập thể cũng là một trong những phương pháp làm việc hiệu quả được nhiều người áp dụng. Khi gặp khó khăn, không nên tự mình giải quyết. Bạn có thể tìm đến sự trợ giúp của người thân, bạn bè. Gia đạo hòa hợp, êm ấm, anh em hòa thuận, thương yêu nhau. Tuy có lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhỏ, nhưng tuổi Đinh Mão đã khéo léo hòa giải, duy trì mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Để vận trình gia đạo tài vận được trọn vẹn cả đôi đường, nam chủ sinh năm 1987 nên thỉnh vòng tam hợp, hợi, mão, mùi để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ, có khắc hình ba linh vật, hợi, mão, mùi, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón quý nhân, tiền tài, sự thăng tiến cho thân chủ. Đồng thời nhờ sự giúp sức của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ của gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, hợi, mão, mùi cũng cần được hướng dẫn khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tối đa tốt nhất, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Lựa chọn tuổi hợp làm ăn giúp Đinh Mão gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn trong công việc. Những người tuổi Giáp Tuất, Nhâm Thân, Mậu Thìn không chỉ hòa hợp với Đinh Mão về tính cách mà còn mang lại nhiều may mắn, thuận lợi đến cho họ. Lựa chọn vợ chồng. Khi kết hôn, nếu lựa chọn tuổi phù hợp với mình, bạn sẽ có đời sống hôn nhân hòa hợp, thuận lợi và hạnh phúc. Ngược lại, nếu kết hôn với tuổi Đại Kỵ không phù hợp sẽ dẫn tới nhiều mâu thuẫn, cuộc sống công việc không được như ý. Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Bính Dần, Giáp Tuất được hưởng cuộc sống sung sướng đầy đủ. Vợ chồng thuận hòa, kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách.
kết hôn với các tuổi Ất Hợi, Ất Sửu, Kỷ Tỵ, Tân Mùi. Đây là sự kết hợp khá hoàn hảo. Tuy nhiên, muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa hợp, Đinh Mão cần phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, quan tâm và lắng nghe những tâm tư, tình cảm của đối phương. Kết hôn với những người tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Quý Dậu, mối quan hệ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp và dễ dẫn đến sạn nứt. Cả hai nên cần phải biết cách nhường nhịn và trân trọng nhau nhiều hơn mới có thể duy trì được hạnh phúc hôn nhân. Vào độ tuổi 16, 18, 24, 28, 36, 40, Đinh Mão không nên tiến hành chuyện ăn hỏi, cưới xin, bởi vì đây là những vận mệnh kém may mắn, không thuận lợi để tiến hành những việc quan trọng trong cuộc đời. Đinh Mão là những người khéo léo trong giao tiếp và ứng xử, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ rộng rãi và được nhiều người yêu quý theo đuổi. Thế nhưng những người này rất nghiêm túc trong tình yêu, họ không bao giờ tùy tiện rung động trước bất kỳ một ai. Tình yêu của Đinh Mão phải được xây dựng trên sự thấu hiểu, đồng cảm và gắn bó lẫn nhau. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Đại Kỵ là một trong những yếu tố gây cản trở khó khăn đến công việc, hôn nhân và cuộc sống. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn, bạn nên tránh những tuổi Bính Tý, Giáp Tý, Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời. Có những năm tuổi Đinh Mão gặp phải khó khăn triền miên, không thể tự mình giải quyết khiến cho tinh thần vô cùng hoang mang. Ở độ tuổi 24, 26, 30, 34, 38, nam mạng Đinh Mão làm việc gì cũng phải thận trọng, không nên vội vàng quyết định theo trực giác, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nếu kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn này, tuổi Đinh Mão sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, Đinh Mão là người chăm chỉ và cần cù trong công việc, nhưng đôi lúc kết quả nhận được lại không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Nếu tiến hành công việc vào giờ lẻ, ngày chẵn, tháng chẵn, công việc của Đinh Mão sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang theo bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở phù hộ độ trì cho mọi sự may mắn hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong phong thủy được các thầy phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào trong thiết kế như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận, vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thình để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Diễn biến từng năm. Từ 21 tuổi đến 25 tuổi, đây là khoảng thời gian Đinh Mão tự thân lập nghiệp. Ban đầu sẽ gặp khó khăn, nhưng chỉ cần bình tĩnh, nhẫn nại thì kiên trì, đối mặt, khó khăn chắc chắn sẽ có thể vượt qua được. Tuổi 24 cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng, thiệt hại về tài sản. Từ 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Tuổi 26 cần chú ý một số vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan làm việc quá sức. Điều đó sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trong tương lai. Từ 27 tuổi đến 30 tuổi, nhìn chung bản mệnh không có gì đáng lo ngại, công việc thuận lợi, thu nhập ổn định.
từ 31 tuổi đến 35 tuổi. Tuổi 31 công việc kém hơn so với các năm trước, làm việc gì cũng phải thận trọng. Trong thời gian này, nên xây dựng những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp và dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình. Tuổi 35 cuộc sống sung sướng, an nhàn. Từ 36 tuổi đến năm 40 tuổi, đây là khoảng thời gian có nhiều biến động trong cuộc đời của người tuổi Đinh Mão. May mắn là những biến động ấy diễn ra theo chiều hướng tích cực, giúp cho công việc thay đổi, tài lộc dồi dào. Đây chính là khoảng thời gian thích hợp để Đinh Mão mở rộng quy mô làm ăn, phát triển sự nghiệp vươn xa hơn. Từ 41 tuổi đến 45 tuổi, công việc vẫn duy trì ổn định nhưng tình duyên lại không mấy thuận lợi. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, gặp một số trục trặc trong công việc nhưng may mắn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Tuy vậy, công việc vẫn có phần giảm sút, không được thăng tiến thịnh vượng như trước. Từ 51 tuổi đến năm 60 tuổi, công việc ổn định hơn, có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ. Tuy nhiên, sức khỏe bị ảnh hưởng, cần phải chữa trị kịp thời. Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm mạng trên đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích với tất cả quý vị, giúp quý vị hiểu mình, hiểu vận, từ đó mong cầu và biết cách đem lại bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.